Cháu xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đến kênh Thu Nguyệt miền Tây nha. Thì hôm nay mình đi theo những báo thủ của nhà mình là hôm nay là đi chài, do nắng quá mình thường mình quên đem nón ấy, mình đội bảo hiểm luôn. À, mới chài nãy giờ nè. Nãy giờ thử dài chài trước. Cái gì đây xì lì à? Dính thính. Nhiều cây lắm rồi. Ôi ơi dính ngựa vậy. Chạy lên đi. Ngựa nữa. Dính ngựa ơi. Đây thì hồi nãy có chài hai ba chài thử rồi nè. Nó thì cũng dính nè, dính được ít rồi đó. Chạy lên. Con. Mình lấy con bự con nào nhỏ nhỏ mà. Được. Chạy lên. Giúp. Cho anh Linh chạy nữa đi. Con kìa, con kìa. Không mà để luôn đi. Để dành thẻo da đó. À, lấy luôn. Thôi lấy luôn. Rồi giờ nó làm khô ngon. Làm khô. Giờ tới anh Linh nha. Biết làm khô làm được. Rồi bắt đầu. Lạnh thôi. Quá trời nắng. Nay Hương Nguyệt làm caramel luôn. Này chỗ này đừng cắn nè. Dưới mấy cây rồi? Gì? Dưới mấy cây kìa. Cây đâu? Cây đâu, cây đâu. Không có lên mạng được. Đây nè, đứng đây nè. Đứng đây nè, quăng qua nó quá chạy mất kìa. Nhìn giống mấy báo đời quá không? Báo thủng. Chưa, chỉ có chị hai mình đó. Đây, Thu Nguyệt miền Tây đang làm caramel đây. Nắng quá trời nắng rồi. Mấy chị em mình hôm nay đi báo. Còn nữa chút mà đảo lại đây làm gì nữa. Kiếm cá về nướng ăn cả nhà ơi. Đục đậu. Ông đó ông bắt lưới lâu quá. Ông này làm lâu quá. Còn nữa mày chảy dính nó còn nữa. Nữa không? Muốn chảy nữa giải đi lại hoài nước đi lội nó đi hoài mà. Bữa tao bình luận nó nói con chỗ chài hoài đó. Bị nghiện. Nghiện. Rồi thiệt lý nha. Wow. Cà đứng ngủ chưa? Cà đứng ngủ thế rồi gì? Chưa vậy chứ. Dính lên quá hay. Dính á. Dính lên dính. Nó con bùng mà nó khác méo rồi. Dính gỗ xưa rồi đó. Dính gỗ xưa nè. Trời ơi lấy đó nó ra mẹ nó ơi. 1900 mấy con quét nè. Dính gỗ rồi. Dính cái cục đó là nó ra rồi. Bú luôn. Dính hay giờ? Gấp bây giờ. Đừng lo, đã xuống gỡ cho. Gách. Dính đâu? Nhiều không? Nhiều. Trời ơi. Bấm mà bệnh gì? Cái con phi đó. Trời ơi nguyên cây gỗ xưa. Thiên lên mới được. Nặng lấy cây xuống là nặng. Cây gỗ xưa quá nặng rồi. Đúng là báo thủ thiệt rồi. Rồi chạy đi. Dính nguyên con cá sấu luôn. Chậm hương nữa. Ê Linh luôn giá, đem Linh luôn giá. Gỗ này một giá cũng phải từ 7 tỷ. Ai mua không? Anh Thanh báo giá trước rồi đó 7 tỷ. Có, tại vì biết sao không? Có mấy cái nấm cái gì? Nấm kim chi vậy? Kim chi. Lâu nấm cái gì? Mình nổi dùng cái đó nữa. Đúng rồi, kim chi lâu năm. Thôi mình lợi kia đi. Trời ơi, cây nhóc kìa. Đâu ra đi. Đâu ra. Cây hình con... Ê, búa kìa. Búa. Nó bò trong rồi. Con cua nó bò vô đây nè. Ê, con cua. Con cua nè, anh Thanh ơi. Có không? Thấy không? Quanh kia. Thấy cổ xưa vậy. Hồi nãy tao thấy có con cua mới tao mới chạy lên đó ông ơi. Ghê trời. Ý đồ hết đúng không? Ờ ý đồ. Ủa, đó nó vô trong luôn rồi. Ôi nó có cua trong đây nè, thả xuống đi. Đồ quậy cái dừa tao nha. Móc đi.
tay vô móc đi. Móc gì vậy? Nắng quá. Mới về nắng luôn. Ông kia ông đi làm gì trời? Đi mò hang à. Anh ăn anh lội chứ, anh thả mồi đi anh ăn. Thả dạ dạ dạ. Tụng. Không dính cá mà dính mồi không đi. Bỏ chạy luôn. Chở thành vàng khè. Đúng. Ở đó giờ anh có đi chạy cho anh lên. Có chạy không? Tôi chết, tôi dạ. Chạy rồi, tôi dạ, ba dạ. Đợi nhà tôi chạy mà. Dạ ba đợi chạy. Giờ làm lại cái này quên nãy xé nháp đi. Lên lên làm lên cái này. Nữa đi. Ừ. Ê cái xấu dữ kìa. Chữ nữa sao? Cái xấu nó bỏ dữ kìa. Mình tập tành, mình tập tủ. Ơ tập tành mà. Tủ. Bỏ lên đấy kiếm cá ăn phải dễ đâu. Nóng quá chừng luôn. Ngồi hưu xương tức hưu xương xuống dưới hưu xương ngồi bây giờ. Ngồi lại chừng cá nhiều hơn anh nữa lên. Ngồi đi. Ừ chứ mà. Cái này là cho Linh trải nghiệm. Tại nước hôm nay lớn quá. Ai có bổng à. Hôm nay cho anh Linh trải nghiệm đi chài. Tại em nói là ba đời nhóm chài luôn. Tới đời tôi hình như bị thất chuyện. Tới đời của anh nó hơi lắc xíu. Hồi nãy là dính gỗ xưa là nó bị thất chuyện hả? Tới đời tôi bị thất chuyện anh em ơi. Rồi, đâu? Chạy đẹp luôn ơi. À, đứng cái thế là mà. Cái đấu dữ rồi nha. Xích ngoài ơi, xích ngoài ơi. Ừ. Ê, đừng phóng dữ nha. Cao lên. Đứng cây đi. Rồi, cẳng cảnh rồi đó. Sao? Rồi, ok. Vô chưa? Nhấp đà. Đẹp ơi. À, cái nữa. Rồi, quá. À, quay. Đó, thấy không? Wow, đẹp. Đẹp ơi. Người ta thấy thế bọng rồi này kia nó đẹp. Hồi nãy nó trong cái đít gan vậy nó mới tròn nè. Chà cá nè. Dính chạy cha là bẻ. Mẹ ơi, kiếm lửa cá. Rồi, cá mình đi. Gặp Linh hồi xưa là đá nó trội xuống. Dính. Nhiều. Có đó. Có. Tao mới vừa bò với tao đẩy vô á. Dính rồi. Có mọi người, có dính, rồi. Dính dữ lắm. Bực bực không? Bực luôn. Bực là cay má. Nặng không? Nhanh lên Linh, nhanh lên Linh. Không gắt đâu, trời đâu gắt đâu. Lâu mua thành gì trời, lâu gì đó. Có, cho nó túp lại từ từ. Để nó hỏng cái chân nó ra sao? Đó. 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 Một đống luôn cả. Wow. Báo con cái gì vậy? Ba con. Wow, dính lựu đạn luôn kìa. Giải lại cầu tiêu lên đây. Lựu tiêu đại ơi, giải. Đó xíu mọi người, tôi lại cầu tiêu, tôi giải cái mọi người ơi. Để đi thả mồi trước cái. Đi thả mồi đi. À. Quá thì quá đã luôn rồi. Mất hết nha. Hết làm khô luôn. Ừ, làm khô ăn. Kẹt mồi luôn. Làm xương xương hả? Làm khô à, mồi xương xương dữ lắm rồi, ngon lắm à. Ừ, khô cá lô kiến ngon lắm. Ăn cơm bá cháy luôn. Dính dữ rồi. Đủ quá. Đây rồi, đây rồi, đi về được rồi. Đi thả mồi đi. Đi thả mồi quá. Anh đi thả mồi trước đây. Đã thả mồi xong rồi. Đó. Nó đẹp đó, tròn quá. Cái chài này đẹp à. Ai kia chưa thất chuyện nha mọi người. Cái này còn mới nghiệp được. Nhìn xương người ăn mấy bó đờ. Nào này phải bung bự ra. Bó bự. Nhỏ quá tấm con trọng. Vậy đi, vậy đi. Tăng tăng tăng. Nó gà hết trời luôn á. Đó, nhìn vào trời đẹp lắm. Thành đá lên dưới. Tôi nắng quá. Để coi còn điện thoại không. Trước nào thấy đà nó thấy là nó cũng chạy quăng xong luôn à, quay xong đi heo chạy luôn. Con này vô chục con thì về rồi, chục con đủ ăn luôn. Này về cái lục cá sao?
xả thứ gì chịu nổi hả? Đúng vô lên đó thấy không? Còn nhỏ xíu. Đừng câu ơi. Hồi nãy anh không chịu giữ anh. Thả mồi hả? Thả mồi. Con nó ăn được đó, con nó cũng là làm khô. Làm khô. Làm khô. Em khô bán tiền không hết. Ờ, 1 kg 5 xị á. Ờ, thiệt mà. Là mua có 180. Đồ 180 không cô? Ở đâu? Ông đừng có học theo tôi 180 mà. Con 180 à thiệt. 180 giùm em đi em bán lại 5 xị. Thiệt không? Thiệt. Ô giùm em đi em về em bán khô rồi. Thử ký, thử coi nó ngon hay không hay vấn đề á. Được, yếm. Tôi đi đâu tôi cũng 180 rồi. 180 hoặc là 200 hay Tết chắc 200 á. Tết cũng lên lên giá. Tết phải lên giá. Thì đáng giờ cũng được cũng nhiều nhiều rồi đó. Thì mấy coi coi. Mấy cái con bự thì mình sẽ về luộc cho mấy anh em này kia mình làm gì làm. Còn mấy con nhỏ thì mình sẽ để dành lại xong rồi mình làm khô để bữa sau mình ăn tiếp. Còn bây giờ mình ở đây mình chạy thì mình chạy nữa nè. Đẹp nữa nha. Trời này phải 10 điểm á. Vô. Rồi, đứng bung màu bảnh quá, bung dính bụi chuối á. Dính cầu tiêu bên đây nữa. Cầu tiêu hả? 2 3. Chỉ ghi luôn. Không xét né nữa. Chỉ ghi luôn. Dài luôn. Đi dài. Chỉ ghi dài mọi người. Có luôn á. Ai dính dính cá luôn á. Tại đây mồi ngon. Trời dính 5 con đây kỷ lục luôn. Ê, mốt tôi diễn. Mốt tôi làm thêm cái kênh review bóng đá nha. Như chừng kiến nhóc chừng kìa nha, nhanh lên đi. Không là dám cắn anh đâu. Có không? Không. Có cái nịt luôn mọi người ơi. Có cái nịt luôn rồi. Không có luôn rồi. Làm bóng đá hại. Không có luôn, cái đà này xong rồi. Rồi về luôn. Thôi về về ha. Ờ về mọi người ơi. Về luôn cả nhà ơi. Nắng quá trời luôn được mấy con cũng nhiều có mười mấy con. Nước lớn quá giờ mấy chị mình đi về nha. Thì bây giờ tới đây hai cha mình xin khép lại. Xin cảm ơn bà cô chú anh chị và các bạn đã xem hết video. Cả nhà cho mấy anh em mình một like và đăng ký nha. Hẹn ông bà cô chú anh chị và các clip sau. Xin chào. Mọi người.